Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn đang xem chương trình truyền hình của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Tôi tên là Yuri Gichev, Giám đốc khoa học của Tập đoàn Quốc tế Sức khỏe Siberia. Trong chương trình này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một sản phẩm mới của chúng tôi, L-carnitine và sâm Siberia. Trên thị trường châu Âu, sản phẩm này còn được biết đến với tên gọi Carnitrin. Ngày nay, có thể nói hầu như tất cả mọi người đều biết về acid amin L-carnitine. Các chất bổ sung dinh dưỡng với hoạt tính sinh học có chứa L-carnitine đang được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày như là chất làm tiêu mỡ, nhưng hiếm khi chúng mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã mắc sai lầm gì khi sử dụng L-carnitine? Chúng ta hãy thử phân biệt mặt tốt và mặt xấu bằng cách quan tâm kỹ hơn đến một số quá trình sinh hóa diễn ra trong cơ thể. Nhìn chung, chất béo là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Nó cung cấp năng lượng nhiều hơn gấp 2 lần so với protein hay hydrat carbon. Tuy nhiên, để đốt cháy chất béo, chúng ta cần phải đặt nó vào lò. Ở đây, ý tôi nói là phải đưa chất béo vào các ngăn tế bào đặc biệt, nơi có khả năng làm oxy hóa chất béo. Các ngăn tế bào này được gọi là ti thể, nhưng ở đây xuất hiện một chướng ngại vật. Đó là các phân tử lớn của axit béo không thể tự mình thâm nhập xuyên qua thành ti thể. Để có thể thâm nhập vào các màng tế bào này, chất béo cần có L-carnitine. L-carnitine đóng vai trò như một chiếc xe kéo giúp những chiếc máy bay khổng lồ di chuyển từ nhà ga sân bay ra đường băng. Nếu chúng ta thiếu L-carnitine, thì không thể vận chuyển chất béo vào ti thể, và vì thế chất béo không bị đốt cháy để cho ra năng lượng. Khi đó, cơ thể sẽ lấy năng lượng từ các nguồn khác, còn chất béo thì được tích lũy trong cơ thể chúng ta. Có vẻ như mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn, phải không các bạn? Nghĩa là chất béo phải được đốt cháy hoàn toàn khi chúng ta sử dụng L-carnitine. Nhưng từ phải ở đây không có nghĩa là sẽ. Bởi vì L-carnitine rất thường thất bại trong việc hỗ trợ quá trình đốt mỡ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem tại sao lại như vậy. Trước hết, các bạn phải nhớ rằng không phải L-carnitine có khả năng đốt cháy chất béo. L-carnitine chỉ hỗ trợ quá trình vận chuyển chất béo mà thôi. Và điều duy nhất có thể buộc cơ thể chúng ta phải tiêu thụ chất béo là nhu cầu năng lượng của cơ thể. Nhu cầu này đạt đến điểm cao nhất khi chúng ta luyện tập thể dục, thể thao trong thời gian dài. Trong trường hợp ngược lại, nếu trong cơ thể chúng ta có đủ năng lượng, thì bất kỳ sự bổ sung L-carnitine nào cũng không ép buộc được cơ thể tiêu thụ chất béo nhiều hơn. Và ngược lại, nếu bạn sử dụng L-carnitine trong khi tập luyện với cường độ cao, thì nó thực sự sẽ giúp cơ thể bạn nhận được năng lượng trực tiếp từ chất béo. Một vấn đề quan trọng khác là sự cân bằng giữa việc phân hủy lipid hoặc đốt cháy chất béo và sự hình thành lipid, nghĩa là tổng hợp chất béo. Nếu quá trình hình thành lipid diễn ra tích cực hơn việc phân hủy lipid, thì việc sử dụng L-carnitine cũng không có tác dụng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu rằng cơ thể sản sinh ra lượng chất béo bao nhiêu. Ở những người thừa cân và ít vận động thể chất, nhóm người này đang chiếm số đông ở các nước phương Tây, thì phần lớn chất béo được tổng hợp từ hydrat carbon. Điều này xảy ra là do chúng ta ăn nhiều thực phẩm giàu đường và giàu hydrat carbon đơn giản. Các chất này hấp thu vào máu và làm tăng hàm lượng gluco đến ngưỡng báo động. Cơ thể chúng ta phản ứng với mối đe dọa này bằng cách sản sinh ra insulin, một loại hormone với tác dụng loại bỏ đường ra khỏi máu, và các tế bào sẽ sử dụng lượng đường này để tạo ra năng lượng. Nhưng quá trình này không diễn ra ở những người ít vận động thể chất, bởi vì các tế bào của họ dần dần trở nên kháng insulin. Vì các tế bào không có nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là các tế bào cơ. Vì thế, sau khi chúng ta ăn thực phẩm giàu hydrat carbon, việc cơ thể sản sinh ra insulin không còn tác dụng giúp loại bỏ lượng đường thừa trong máu nữa. Và cách cấp cứu duy nhất cho cơ thể chúng ta đó là chuyển hóa đường thành chất béo. Có lẽ tôi cũng không cần phải giải thích tại sao trong những điều kiện như thế này thì L-carnitine cũng không mang lại hiệu quả tác dụng nào. Có thể khắc phục tình trạng kháng insulin của tế bào và nhờ đó giảm thiểu sự chuyển hóa hydrat carbon thành chất béo không? Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng một lần nữa, như chúng ta đã bàn luận trước đó, vai trò chính ở đây
là phải tăng cường luyện tập thể dục, thể thao với cường độ cao để nâng cao nhu cầu về năng lượng của tế bào và từ đó làm cho chúng trở nên nhạy cảm hơn với insulin. Chúng ta tóm tắt vấn đề lại như sau. Cần thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao hoặc có những hoạt động thể chất khác để đốt cháy mỡ thừa và ngăn ngừa chuyển hóa hydrat carbon thành chất béo bằng cách duy trì tính nhạy cảm cao của cơ thể đối với insulin. Nếu chúng ta ít hoạt động thể chất, thì không gì có thể giúp được, tất cả không có gì. Các chất bổ sung dinh dưỡng có hoạt tính sinh học giúp giảm cân chỉ bắt đầu có tác dụng khi chúng ta khởi động quá trình trao đổi năng lượng trong cơ thể nhờ việc luyện tập thể dục, thể thao. Sản phẩm thực phẩm chức năng mới của chúng tôi L-carnitine và Sum Siberi được phát triển nhằm hỗ trợ quá trình đốt mỡ và nâng cao hiệu quả của hoạt động thể chất. L-carnitine giúp chúng ta sử dụng nhiều chất béo hơn như một nguồn năng lượng, đảm bảo vận chuyển nhanh chóng và liên tục các axit béo đến ti thể. Chiết xuất Sum Siberi giúp duy trì sự chuyển hóa hydrat carbon bình thường và giúp chống lại hiện tượng kháng insulin của tế bào. Tất cả những điều này kết hợp với nhau sẽ giảm thiểu tối đa khả năng chuyển hóa hydrat carbon thành chất béo. Hơn nữa, Sum Siberi còn được biết đến như là chất thích nghi mạnh mẽ nhất đối với hoạt động thể thao. Nó giúp tim và cơ bắp chịu được khối lượng vận động lớn tốt hơn bằng tiêu hao nhiều năng lượng hơn và tất nhiên là chất béo được sử dụng nhiều hơn. Chiết xuất trà xanh đã chuẩn hóa và một số hoạt chất thiên nhiên khác kết hợp với nhau, được gọi là các dimethylxanthin. Các chất này có tác dụng tương tự như hormone adrenaline. Chúng đẩy mạnh quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng thời cũng ngắt chế độ sử dụng năng lượng tiết kiệm của cơ thể. Và bằng cách như vậy, chúng ta nâng cao mức tiêu hao năng lượng, đồng thời cũng duy trì mức độ hoạt động thể chất không thay đổi. Thành phần thứ tư có trong sản phẩm vitamin C tan trong dầu ở dạng ascorbine palmitate. Vitamin C cần thiết để tăng cường khả năng bảo vệ chống oxy hóa cho cơ thể, bởi vì việc đốt chất béo là một quá trình oxy hóa đặc trưng. Nó diễn ra cùng với việc hình thành các gốc tự do. Phòng theo câu nói nổi tiếng của John Donne, tôi hay nói, sức khỏe không phải là một hòn đảo mà tự thân nó có thể tồn tại được. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên kênh truyền hình Sức khỏe Siberia.